Quay trở lại với Nghĩa Hiền.vn và trên màn hình của các bạn đây là mẫu sản phẩm chuột bay không dây KM800 Pro loại có micro. Trước khi tìm hiểu về sản phẩm này thì chắc chắn là các bạn cần phải biết được chuột bay không dây bàn phím là gì. Đây là hình dáng của nó và chức năng của nó là dùng để điều khiển kết hợp với các hộp truyền hình thông minh Android TV Box. Nhìn nó giống như là chiếc điều khiển thông thường nhưng đây là một sự kết hợp nhiều tính năng hữu ích và để giúp cho người dùng Android TV Box được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Sản phẩm ở đây là KM800 Pro loại có micro. Đây là một trong những cái tính năng mà nổi bật cũng như là hữu ích nhất của loại chuột bay này. Cái chức năng hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói thì cho phép bạn nói vào micro có trên chuột bay và nó sẽ giúp tìm kiếm từ khóa mà bạn cần thay vì các bạn phải nhấn bàn phím rất là mất thời gian. Đặc biệt tính năng này sẽ rất là hữu ích cho những người lớn tuổi hoặc là những cô bác anh chị không nhìn thấy rõ chữ để mà bấm. Trước khi chúng ta đi đến trải nghiệm phần tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên chiếc chuột bay này thì mời các bạn điểm danh qua một xíu về thiết kế bên ngoài cũng như là các tính năng mà chiếc KM800 Pro này tích hợp được nhé. Đầu tiên ở trên đây thì các bạn sẽ thấy là một nút nguồn chúng ta dành để tắt thiết bị, chứ cái này mình không có mở thiết bị từ xa được các bạn nha. Và ở đây thì mình sẽ có các tính năng thông thường ở trên chiếc remote truyền thống. Một nút menu, nút trở về màn hình chính hoặc là trở về thao tác trước đó. KM800 Pro loại có mic này cũng sẽ tích hợp là phím di chuyển 4 chiều ở đây, sẽ đặc biệt hữu ích khi mà các bạn sử dụng với những ứng dụng mà không sử dụng được tính năng chuột bay thì mình sẽ di chuyển qua lại lên xuống như thế này để điều khiển những ứng dụng đó. Nút ở dưới này thì chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng và ở đây mình sẽ bật mở tính năng chuột bay ở cái phím ở trong đây. Những cái cụm phím số ở đây thì các bạn có thể chọn nhanh. Ở trong phần này thì các bạn sẽ lưu ý hai cái phím chức năng quan trọng nhất. Thứ nhất là chúng ta sẽ có phím bật mở đèn bàn phím dành cho những bạn nào thường xem phim vào trong buổi đêm hoặc là sử dụng trong điều kiện thiếu ánh sáng thì các bạn nhấn vào đây, đèn bàn phím của nó sẽ cháy lên. Các bạn lật mặt nào thì đèn bàn phím sẽ cháy sáng ở mặt đấy. Kế bên chúng ta sẽ có một nút tìm kiếm bằng giọng nói chức năng voice search mà lát mình sẽ trải nghiệm ở trên màn hình được cụ thể hơn. Và cuối cùng bốn phím màu sắc ở dưới đây dùng để cho các bạn học lệnh cho chiếc remote của chúng ta có thể được đa chức năng hơn. Mặt sau đây là đầy đủ các bàn phím giống như ở trên một bàn phím của máy vi tính để cho các bạn dễ dàng thao tác và nhấn phím chữ được nhanh hơn. Và cuối cùng mình sẽ có là một khay để gắn pin sử dụng loại pin tiểu 3A rất là dễ dàng thay đổi và tháo lắp. Bây giờ mình sẽ tiến hành trải nghiệm tính năng voice search, tính năng tìm kiếm bằng giọng nói có trên KM800 Pro loại có micro này. Các bạn cần phải lấy đầu USB nhận của KM800 Pro gắn vào chiếc hộp truyền hình thông minh có ở nhà các bạn. Ở đây mình sẽ trải nghiệm ở trên sản phẩm là hộp truyền hình thông minh E-Ray A5. Trên màn hình các bạn nhìn thấy đây là giao diện của hộp truyền hình thông minh E-Ray A5. Đối với các hộp truyền hình khác thì các bạn cũng sẽ sử dụng tương tự. Đầu tiên là các bạn vào kho ứng dụng tìm đến mục là Google Play, cửa hàng của Google để tải một cái ứng dụng của Google mình mới có thể sử dụng được chức năng là tìm kiếm bằng giọng nói. Các bạn gõ phần tìm kiếm tên là Google thì nó sẽ hiện ra một ứng dụng với biểu tượng như thế này. Các bạn chọn vào và cài đặt về máy. Ở đây là mình đã cài đặt rồi nên là mình sẽ tiến hành mở. Bây giờ để tìm kiếm một từ khóa bất kỳ khi mà các bạn muốn thì các bạn nhấn vào cái phần micro ở đây và nói cái từ đó vào trong KM800 Pro có mic này thì nó sẽ tiến hành tìm kiếm cho các bạn, không cần phải bấm các phím chữ số nữa. Ví dụ như mình nhấn vào đây, báo mới, tin tức nổi bật, thách thức danh hài, Hài Trường Giang, Đọc báo Dân Trí. Hiếu Hiền Cô Đi.
Vừa rồi là mình đã sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói voice search trên giao diện của hộp truyền hình thông minh E-Ray A5. Các bạn cũng có thể kết hợp chiếc chuột bay không dây này với các hộp truyền hình thông minh khác. Và ở đây mình đang sử dụng là chiếc hộp truyền hình thông minh Vbox V8 Plus với cấu hình khá là khủng, là bộ nhớ RAM 3GB và bộ nhớ ROM là 16GB. Dĩ nhiên là các bạn vẫn sẽ tải thêm một cái ứng dụng của Google. Ở đây thì tương tự là khi mà các bạn muốn tìm kiếm một từ khóa nào đó thì các bạn sẽ nhấp vào khung micro này, vào biểu tượng micro, và sau đó bật chức năng micro ở trên chuột bay KM800 Pro có micro này và nói vào từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm. Báo Dân Trí. Tin tức 24 giờ. Bố ơi, mình đi đâu thế? Bên cạnh việc tìm kiếm bằng từ khóa trên website của Google thì các bạn vẫn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm giọng nói voice search này trên tất cả các ứng dụng của Google, bao gồm như là YouTube hoặc là tìm kiếm ở trên kho ứng dụng Google Play hoặc là CH Play. Và đây là giao diện của YouTube dành cho phiên bản hệ điều hành Android. Các bạn chọn vào phần tìm kiếm, chọn vào biểu tượng micro ở đây. Các bạn để ý thấy là cái phần micro này nó chỉ có màu xanh thôi và không có nhấp nháy, đó là khi mà mình chưa có bật cái chức năng tìm kiếm bằng giọng nói có trên KM800 Pro. Nếu mà các bạn bật chức năng này rồi thì cái biểu tượng màu xanh đó nó sẽ nhấp nháy ra, và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây, mình sẽ bật chức năng lên. Đó, nó sẽ có cái đèn nhấp nháy như thế này. Thách thức danh hài. Hôm nay ăn gì? Vừa rồi là mình đã giới thiệu qua cho các bạn thiết kế bên ngoài cũng như là trải nghiệm tính năng của chiếc chuột bay không dây có bàn phím KM800 Pro loại có micro này. Chiếc micro hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói này sẽ giúp cho anh chị và các bạn có thể tìm kiếm từ khóa của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Bên cạnh đó thì tính năng chuột bay cũng khá là nhạy ở trên chiếc KM800 Pro này. Sản phẩm hiện đang bán tại cửa hàng của hiếuhiền.vn, rồi các bạn có thể truy cập vào website ở bên dưới phần mô tả của video này hoặc là gọi vào số hotline để đặt hàng được nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video.